Chúng tôi là Hoàng Bách xin trân trọng kính chào quý khán thính giả trong cái chương trình thảo luận về cộng đồng và chúng tôi xin chào dân biểu Hiếu Bởi Võ là vị khách ngày hôm nay dạ xin kính chào anh Hoàng Bách và Hiếu Bởi Võ cũng xin kính chào tất cả quý đồng hương của đài Dạ vâng xin thay mặt cho đài à, Việt TV à, xin chúc mừng dân biểu Hiếu Bởi Võ mới vừa tái đắc cử à, lần thứ bảy đây là bây giờ bắt đầu cái nhiệm kỳ lần thứ bảy à, thì à, thư anh anh có điều gì để mà thưa với quý khán giả qua suốt cái thời gian mà anh vận động tích cực trong vòng nửa năm nay thưa anh. Dạ thưa anh hoàng bắc thì huy uh, bực võ xin được một chút uh, vài 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 giây vài phút để mà gửi lời cảm ơn tất cả tất cả uh, các thiện nguyện viên các anh chị em trong ban vận động bầu cử bác trương văn túc uh, bác sĩ uh, diệu anh jimmy hứa và một số uh, anh chị em rất là tích cực và huy bực võ cũng không quên gửi tới À, cảm ơn tất cả những hội đoàn quân đội, à, hội đoàn à, dân sự, à, các đảng phái chính trị, các à, truyền thông truyền thanh và báo chí đã sát cánh với Hưu Bột Võ trong suốt thời gian vừa qua. À, mặc dù là cái thời gian chỉ có à, trong vòng năm nay nhưng mà nó như là một một cái cái cái, cái, cái một cái chiến dịch rất là lâu dài. và dạ, thưa anh, thì cái đó sự tích cực của tất cả à, đã hỗ trợ với nhau và cũng như là cái cái khối cử tri trong đơn vị 149 cũng như nói cử tri cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng đã hỗ trợ Hi Bực Võ rất là mạnh mẽ và Hi Bực Võ cũng xin gửi lời à, thành thật cảm ơn hết tới tất cả quý đồng hương và quý vị. Yeah. Dạ vâng, thưa thưa dân biểu Hi Bực Võ thì chúng ta biết là anh có ngạc nhiên khi cái số phiếu mà thắng quá lớn tức là gần tới 12.000 cái số phiếu thì anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh khi cái số phiếu này quá lớn như vậy thưa anh anh có ngạc nhiên không dạ thưa anh qua wow, bắt thì huy Bực võ nghĩ rằng cái cái sự thành công này là do cái cái lòng dân cái khối cử tri trong đơn vị 149 đã làm việc cùng với huy Bậc Võ suốt 12 năm vừa qua như là những khu học chánh, những giáo sư, những phụ huynh học sinh và những hội đoàn khác nhau của cái tập thể À, khối cử tri trong đơn vị 149 trong đó có người da trắng, người Mỹ Tây Cơ, người da đen và người Á Đông của chúng ta và các cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng thì trong suốt 12 năm vừa qua à, đây là cái sự trả lời à, mà cái cách thức làm việc của Hy Bục Võ đối với cử tri và những cái chương trình đã đưa ra à, và đã xây dựng được cái cái đơn vị 149 à, trong những cái à, vấn đề về à, giáo dục về phát triển kinh tế về an sinh cho tất cả các trẻ em và cũng như các các cụ cao niên à, và những cái luật thuế khác nhau giờ thì anh cái đó là cái sự uh, câu trả lời của uh, tất cả khối cử tri uh, đã dành cho hiệu quả võ trong cái mùa bầu cử vừa rồi và bằng thừa với khán giả chúng ta phải biết là vai trò của một vị dẫn biểu là làm luật dĩ nhiên là suốt trăm sáu nhiệm kỳ vừa qua đây là nhiệm kỳ thứ bảy mà các cử tri ở trong đơn vị 149 hỗ trợ thì điều này cho thấy là có thành quả và họ đã tích cực hỗ trợ cho anh. Thì thưa anh, đây là cái nhiệm kỳ thứ bảy thì suốt trong các cái nhiệm kỳ vừa qua đó có số phiếu mà thắng lớn nhất phải là lần này hay là trước đây cũng có cái số phiếu lớn lên từ 12.000 số uh, 12.000 phiếu thưa anh. Dạ thưa anh đây là cái số phiếu mà lần đầu tiên lớn nhất và dạ thưa trong suốt uh bảy lần tranh cử vừa qua và dạ, thứ anh đây lại lần à cái lần à, cách đây 4 năm thì cái số phiếu cũng lên khoảng à gần 7.000, 7.000 lá lá phiếu và dạ, thứ anh. Dạ, dạ vâng như vậy thì thưa anh qua cái lần mà anh có kinh nghiệm nhiều trong cái vấn đề dân cử và cái kỹ thuật vận động của anh trong dân chúng và trong các cái sát dân khác nhau của đơn vị 149 nhiều người Việt Nam cứ nghĩ là chú trọng vào cái người Việt Nam không đúng người Việt Nam chúng ta phải chú trọng người Việt Nam tuy nhiên còn các sát dân khác nữa cho nên cái năm nay đó là cái năm mà bầu cử tổng thống thì cái số phiếu rất cao thì thưa anh có thể qua cái kinh nghiệm của anh để sau này là có một số anh em mà muốn ra ứng cử đó mình đề nghị anh em có thể ra ở một cái đơn vị khác để rồi anh hay là những người mà đã dân cử có kinh nghiệm rồi cùng nhau hỗ trợ để cho chúng ta có nhiều cái ghế dân cử thì tạo sức mạnh cho cộng đồng của người Việt của chúng ta thưa, thưa dân biểu Dạ thưa đúng vậy anh anh Hoàng Bách Thị Huy Bực Võ đã từng thưa với lại tất cả anh chị em và cũng như quý đồng hương là trong cái quận hạt Harris County cái cơ hội cho một người dân biểu Việt Nam có thể được thành công nữa à, trong cái mùa tranh cử đó là Ờ, trong quần hạt Harris County có một ghế nữa và trong bên Fort Bend County thì có một ghế nào à, một ghế mà cái tập thể người Việt của chúng ta anh chị em Việt Nam có thể thành công trong hai đơn vị đó thì Huy Bực Võ xin kêu gọi à, tất cả các anh chị em à, trong những cái năm tương lai sắp tới à, anh chị em nào có khả năng muốn thảo luận với à, Huy Bục Võ về những cái vấn đề tranh cử đó thì Huy Bục Võ lúc nào cũng mở vòng tay rộng để đón tiếp với à, tất cả anh chị em và trên Dallas thì chúng ta cũng có thể có một cái ghế cho một anh chị trên trên thành phố Dallas dạ, vậy thưa anh. Dạ bằng thưa quý khán giả thì dân biểu huy và bỏ rất là có kinh nghiệm trong cái kỹ thuật vận động khi mà một hai nhiệm kỳ rồi nhưng mà tới 7 nhiệm kỳ rồi thì chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm trong cái chính trường của Mỹ và cái kỹ thuật vận động thì trong tương lai như quý vị biết á chúng ta ra ứng cử cùng một đơn vị thì tốn tiền bạc và tốn công sức có khi là tạo tranh cộng đồng của chúng ta cái khuynh hướng ủng hộ bên này bên kia tạo ra phân hóa thì kỳ này chúng ta sẽ, sẽ nỗ, nỗ nỗ lực và đặc biệt là các anh chị cũng không ngần ngại tôi chúng tôi nghĩ là dân biểu hiếu và võ có thể cùng phối hợp hay là đồng hương của chúng ta là những vị là um, uh, Nhân vị các tổ chức hậu đoàn cùng phối hợp, hỗ trợ thì chúng ta mong được lấy cái ghế nó được dễ dàng hơn Bởi vì chúng ta ra mà chúng ta à, một cái dân biểu, kể cả dân biểu Mỹ mà nếu mà có nhiều nhiệm kỳ rồi cũng rất là khó phải không thưa anh? Dạ thưa đúng như vậy anh và thưa à, chúng ta có những cái cơ hội à, khác nhau trong những cái đơn vị khác nhau Và... À trong cái thành phố Houston của hạt Harris County của chúng ta không phải là ghế dân biểu nhưng mà chúng ta có những cái cơ hội cho những cái city council uh, ghế city council khác nữa của những vùng khác nữa thì anh chị em nào trong những năm tới như hiệp bực võ vừa trình bày thì uh, có thể liên lạc với hiệp bực võ thì hiệp bực võ có thể chia sẻ những cái gì để chúng ta có thể vững vàng mà đưa đẩy với nhau để đem cái tiếng nói người Việt của chúng ta đầy đủ từ khắp mọi À, lĩnh vực và từ khắp mọi hạ tầng cơ sở khác nhau trong cái nguồn máy chính à, chính quyền của tại Houston và tại quận hạt Harris County và dạ, thế. Dạ, vâng, chúng ta cũng à, thông báo luôn là chúng ta có một vị dân biểu liên bang đó là chị ừ. Stephanie à, Murphy, cái tên Việt của chị là Đặng Thị Ngọc Dung. À, đây là một người 38 tuổi à, ở đơn vị bãi của thành của tiểu bang Florida cũng đã thắng cử với chức dân biểu liên bang. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ mà lần đầu tiên cũng người Việt Nam được vào cái chức danh dân biểu Liên bang phải không anh? Dạ. Trước đây thì có dân biểu cao quan ánh nhưng mà chỉ một nhiệm kỳ thôi. Dạ, thì Huy Bộc Võ cũng xin gửi lời à, chúc chị được rất là nhiều thành công trong hai năm tới và tiếp tục những cái nhiệm kỳ tới nữa. Thì đó là cũng sự hãnh diện của tập thể người Việt của chúng ta cũng như là cái sự trưởng thành của tập thể người Việt của chúng ta. Mặc dù trong 40 năm một cái thời gian rất là ngắn nhưng mà chúng ta đã đạt được À, những cái thành quả rất là tốt đẹp trong những cái đại diện cho những cái thành phần khác nhau à, Trong những cái thành phố khác nhau, những tư bang khác nhau Đó là cái điều mà chúng ta rất là đáng mừng và thưa anh Dạ vâng, à, tối hôm qua thì chúng tôi đạp ra thì thấy có một cái email của nhà sĩ Chu Văn Cương Tức là Brian Chu À, có chúc mừng dân biểu Huy Bửu Võ đã thắng cử và anh có nói là mong anh năm à, cái nhiệm kỳ này anh sẽ đạt được nhiều kết quả và mang đến cho nhiều lợi ích cho đơn vị các cử tri đơn vị 149 cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta trước cái sự kiện mà nhà sĩ Chu Văn Cương bày tỏ cái sự chúc mừng thì anh nghĩ sao? Dạ thưa quý đồng hương thì Huy Bửu Võ nghĩ rằng à, Huy Bửu Võ cũng cảm ơn à, bác sĩ nhà sĩ Chu Văn Cương đã ngõ ý à, sau cái cuộc bầu cử thì hưu bực võ lúc nào cũng à, mở vòng tay và lúc nào cũng à, ngó về tương lai và để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái à, tập thể người việt rất là vững mạnh và một lần nữa hưu bực võ xin kính chúc à, nhà sĩ chu văn cương gặt hái được nhiều thành công à, trong những năm tới trong cái công việc làm của à, nhà sĩ và chúng ta hưu bực võ cũng xin kêu gọi tất cả những ủng hộ viên các hai bên chúng ta hãy À, bỏ cái cuộc bầu cử sau lưng của chúng ta mà hợp tác với nhau để chúng ta à, đưa đẩy cái tập thể người Việt chúng ta cùng nhau đưa đẩy cái tập thể người Việt chúng ta để đạt được những cái kết quả rất là mỹ mãn trong tương lai dạ thưa, à, và thưa và hiu bực võ cũng sẽ là người và làm việc chung hết với tất cả mọi người à, như là trong những năm vừa rồi và dạ thưa quý đồng hương à, chúng tôi cũng nghĩ là mà dù thắng hay thua thì chúng ta cũng không phải là thắng cho chúng ta mà thắng trong cái tập thể người Việt thành muốn xây dựng tập thể người Việt chúng tôi cũng mong ước rằng là những ứng cử viên như là nha sĩ Chu Văn Cương cùng với dân biểu Huy Vân Võ chúng ta có bất đồng nhưng mà chúng ta không bắt hòa chúng ta có thể liên minh với nhau để trong tương lai có thể làm những việc gì có lợi cho cộng đồng và có lợi cho đất nước và có lợi cho dân tộc của chúng ta đây là cái điều rất là quan trọng à, chúng tôi xin tạm dừng ở đây để chạm một vài thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2